Một nhóm thanh niên ở Hà Nội vào thành phố Sầm Sơn vui chơi, tổ chức sinh nhật bằng ma túy vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Sáng ngày 9 tháng 7, công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, bắt quả tang 22 thanh niên gồm 14 nam, 8 nữ đang sử dụng ma túy và quay cuồng trong tiếng nhạc lớn. Công an khám xét tại hiện trường thu giữ 3 đĩa sứ có dính ma túy, một gói ma túy ketamin chưa sử dụng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Đăng Linh, 32 tuổi, Nguyễn Tiến Sĩ, 26 tuổi và An Vũ Tường Linh, 32 tuổi khai nhận là người mua ma túy, tổ chức cho số người còn lại trong nhóm sử dụng. Căn hộ được nhóm này đặt thuê trước đó, hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.